Tiếp theo đó là tara. Ok và tara trong giao tiếp chúng ta sẽ thường gặp với ba cách sử dụng. Cách sử dụng đầu tiên đó là chúng ta hiểu đơn giản là thể quá khứ với ra, nên là tara thì nó mang ý nghĩa là nếu nếu ở đây là nếu trong một cái trường hợp chúng ta giả định một cái điều kiện gì đó nhá. Amadi netsu ga ra ni itta hou Đây là câu gì nhỉ? À đây một cái câu đưa ra lời khuyên đúng không? Ờ ừ. amadi Ok. Nếu như mà sốt cao quá chỗ ama đi này để nhấn mạnh về mức độ mọi người nhá thì thì anh nên đi viện thì tốt hơn đấy hay là cô yêu khi và đi này để thay cho là ờ là gì nhỉ ở những cái ngày như thế này thì đừng có cố quá mà làm sao nếu như mà sức khỏe mà không tốt đúng không nào thay cho thì hãy nghỉ ngay đi nhé thì đó là cách sử dụng đầu tiên của tada trong trường hợp là đưa ra cái điều kiện giả định nào đó tiếp theo sẽ là cách sử dụng v tada và đằng sau nó sẽ luôn luôn đi với một cái thể câu là chia ở dạng quá khứ mọi người nhá thì cái câu này nó sẽ có ý nghĩa là gì nhỉ khi mà mình làm cái hành động trước tada đấy thì đằng sau mình nhận ra được một cái thông tin nào đó hay là một cái sự việc nào đó nó đã xảy ra rồi nhá ví dụ như là trong mấy câu chuyện mà mình kể cho người bạn chị bạn của mình rằng hôm trước mình mới mất cái cặp đi chẳng hạn thì sẽ có một cái câu ví dụ kiểu như này、ね uh, まあ、その時はもうダメだと思ったんですけど、駅員さんに事情を話したら、カバンを見つけてくれたんですよ。Ừ, đó thì gì nhỉ thì có một cái sự việc đã xảy ra có một cái điều mà mình đã 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 hiểu ra được là gì nhỉ à là họ đã tìm thấy cho mình cái gì nhỉ cái cặp rồi đó nhá hay là bây giờ mình nói chuyện với một đứa bạn đúng không mình hỏi nó là nó quê ở đâu chẳng hạn thì hỏi ra thì mới biết rằng là ồ hóa ra là chúng mình là cùng cùng quê chẳng hạn thì sẽ nói là gì nhỉ à shishinoki tara ở trên nào shishinoki tara watashi to onajimachi dattan desu ne Ừ, khi mà hỏi ra thì hóa ra là gì nhỉ? Là cùng quê Đó thì cái đằng sau nó sẽ luôn luôn là chiều thể quá khứ như vậy mọi người nhá Và cách sử dụng cuối cùng đó là Tara cộng với do desu ừ, Hoặc là nếu mà trong trường hợp mà nói kiểu ngắn sẽ là Tara is ne Thì mình nói lên ở cuối câu thôi Thì đây là một cái cách thường dùng để chúng ta đưa ra lời khuyên Hay đưa ra một cái phương án, một cái đề xuất gì đó cho đối phương Ví dụ này Bên cho ni Jikan o herashite mo raeru ka do ka Kiite mitara Hoặc là mitara do desu Ừ thì sẽ là gì nhỉ? Hay là cậu thử hỏi với cả ai? Với cả à, ông chủ xem là liệu có thể giảm giờ làm được không chẳng hạn đúng không? Thì các bạn thấy nhá Kite mitara Ừ mình đọc lên ở cuối câu đúng không? Hoặc là Kite mitara do desu ka? Đúng không? Cậu thử hỏi xem sao Thì đó là ba cách sử dụng rất rất thường gặp của Tara mọi người nhá Các bạn đã kịp memo vào chưa? Ừ rồi chúng ta đi tiếp nhá